Hướng dẫn chị em cách vệ sinh vùng kín bị viêm. Trước tiên, chị em cần biết vùng kín bị viêm sẽ có biểu hiện như thế nào. Vùng kín có mùi hôi bất thường, do dịch âm đạo tiết ra có màu trắng trong, trắng đục ngã vàng, vón cục. Có cảm giác vùng kín đau rát, khó chịu hoặc chảy máu khi quan hệ. Ngứa âm đạo, đi tiểu rắc, tiểu bút hoặc tiểu có lẫn máu. Do đó, vệ sinh vùng kín khi bị viêm thật kỹ lưỡng và đúng cách sẽ giúp tình trạng này nhanh chóng được khắc phục. Khi bị viêm nhiễm, vùng kín sẽ trở nên nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. Đây chính là một trong những điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm, tạp khuẩn có cơ hội xâm nhập. Vì thế, bạn cần phải vệ sinh thật nhẹ nhàng, tránh cục rửa sâu vào bên trong. Việc vệ sinh này phải thực hiện hàng ngày để ngăn ngừa sự sinh sôi của các loại vi khuẩn, nấm ngứa. Việc vệ sinh vùng kín sạch sẽ cũng sẽ giúp cho tình trạng viêm nhiễm nhanh chóng được cải thiện. Khi dùng thuốc, vệ sinh kỹ lưỡng trước khi bôi cũng sẽ giúp thuốc nhanh thẩm thấu và đạt hiệu quả cao hơn. Ngoài vệ sinh vùng kín, bạn cũng cần kết hợp vệ sinh tay của mình cho sạch sẽ để tránh lây lan mầm bệnh nguy hiểm. Sau đây là bước hướng dẫn vệ sinh vùng kín bị viêm cho chị em. Bước 1. Vệ sinh tay cho sạch sẽ trước khi thực hiện rửa vùng kín. Như vậy, sẽ giúp loại bỏ được các mầm bệnh bên ngoài đang bám trên tay. Bước 2. Làm ướt vùng kín, lấy một lượng dung dịch vệ sinh vừa phải và rửa nhẹ nhàng. Hãy nhớ, không được thụt rửa mạnh, vì vùng kín lúc này đang bị viêm, rất dễ tổn thương. Bước 3. Dùng nước làm sạch vùng kín kỹ càng, loại bỏ tạp khuẩn và dung dịch vệ sinh. Bước 4. Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát để tạo sự thông thoáng, tránh chọn các loại quần chật, bí bách, dễ gây viêm nhiễm nghiêm trọng. Lưu ý, chỉ nên vệ sinh vùng kín từ 1 đến 2 lần mỗi ngày. Việc vệ sinh quá nhiều lần sẽ làm phá vỡ sự cân bằng môi trường trong âm đạo, giảm số lượng vi khuẩn có lợi. Hãy lựa chọn các sản phẩm vệ chuyên dụng có tính axit vừa phải, tốt nên dùng các dung dịch vệ sinh vùng kín có thành phần thiên nhiên. Không nên vệ sinh vùng kín bằng sữa tắm, xà phòng vì những sản phẩm này có tính kiềm cao, làm phá vỡ độ pH bên trong âm đạo. Sau khi vệ sinh xong, hãy dùng khăn mềm và sát để lau khô. Ngoài ra, có thể dùng các loại giấy mềm sử dụng một lần, lau khô từ trước ra sau. Trong ngày hành kinh, nên thay băng vệ sinh 4 giờ một lần hoặc có thể giảm xuống 2 giờ một lần, tùy vào lượng máu kinh, nhằm hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn.